Ừ, còn chỉ còn xương không à. cao Ừ, chỉ còn xương không, đâu có còn thịt, da thịt chỉ còn xương với da thôi chứ đâu có thịt gì đâu nữa. Ừ. Bây giờ cái vấn đề ổng ở bển đó thì lo xong rồi. Bây giờ tụi nó lấy nhà hàng này, lấy cái hàng về rồi bây giờ cũng liệm, hồi nãy mới vừa liệm xong nè. Mới quay cho liệm liệm xong này kia rồi hồi tối đó, hồi 4 5 giờ đó thì hay có muốn đã Thank rồi you, bây it's giờ chắc lovely. là You said lovely. vô You've ăn got a cơm stroke. liệm Where are you xong going? nè. It's okay. Bây giờ lấy cái nhà Tới đâu rồi? Làm lễ. Thầy tới rồi. Cái vấn đề thủy, cái vấn đề của ổng đang cũ lo hết rồi xong xuôi nổi trong cái vấn đề mà xài ở trong cái vấn đề mà nó làm nó bao hết nguyên trọn hết trọn gói hết đó là hết thảy là 54 triệu. Nó đưa về tới Hà Tiên luôn, về tới cái tòa Hà Tiên luôn đó, 54 triệu. Anh Phương, anh Dạ Phương rồi, nhớ đó sao bà. anh Phương Dạ nó anh Phương nhỉ. Ừ. Con nhé. Cái mặt kìa. The Yeah. They can hear you. Be careful. Nếu mà anh em giúp được đó thì cả chừng mấy người thì nó đem đi được rồi. Ừ. Nếu nếu được như vậy đó thì nó được tọa đỡ tốn thêm một mớ nữa. Ừ. Ừ, còn cái vấn đề mà vấn đề mà để nó mới nó bỏ cái làm chuyện cái cũ vụ này để hiện lại kia xong lúc nào có thể nó chuyển qua nó At least with him, we already expected. Some people go unexpectedly, car accident, whatever. And this. Sắp xếp quan kia, sắp lên, sắp quan kia, bên kia, bên kia. Bên kia. Bên ta trái. Không, sắp thêm, sắp thêm. Mà không thấy cái mặt. Không thấy cái mặt. Không thấy cái mặt. Ừ, vậy đó mới thấy. Thấy Chị Út mới thức hả? Ừ. Chắc cũng thức. Thức rồi, ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi, thức rồi. Sớm quá mấy. Ngồi vậy không? Cũng ngồi vậy không? He used like more like look a little now he's like giống like sad or something. Yeah, he doesn't look like her. Này con dâu quá nè, dâu ông. Ồ, đứa dâu hả? Đứa dâu phụ ha, cũng đỡ ha. Có dâu này phụ mới chịu nổi chứ còn con nhỏ đây nó bằng con lớn rồi ha. Cũng ớn. Sao đây có Tôi không cần dựa hả? Không cần dựa. Cũng ngồi được hết chứ. À, cũng được kìa, nó có cần dựa. Nói nhanh lên. Thôi đừng có buồn ẩm nữa, để cho ông đi cho yên đi. Cũng đừng buồn nha. Cũng nói là cũng đừng buồn nha. Đừng có buồn, đừng có buồn ẩm. Cảm ơn mấy chơi, mấy cảm chơi gọi. Chú Út đừng buồn chú ơi. Chào cô ơi, Kiếm chào. Chú Út đừng có buồn nữa. Dạ, đừng có buồn nha cổ nha. Đừng buồn nha.
để cho cụ đi đi cho chịu cụ về với ông bà. Ừ, để cho ông đi về với ông bà đi rồi đừng có lo cho ông nữa. Đó, bao nhiêu đó là anh em này gặp được có bao nhiêu đó cũng tốt lắm rồi. Dạ. Cổ. Dạ. 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 Cổ thấy cổ không? Thấy. Dạ. Cổ nè cổ. Cổ nè cổ nhìn thấy không? Cổ nhìn không thấy. Cổ là cổ nhìn không thấy cô ơi. Ơi cổ nhìn không thấy. Dạ. Để xác nữa. Thôi đừng có không thấy rồi. Ừ, thấy không thấy đâu. Không thấy đâu. Không thấy chạy vậy. Không thấy đâu. Thấy. Ừ, không mà. Mắt mở trâu trâu. Cổ nói mắt mở lớn chứ chứ không thấy. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ cái hoàn cảnh này nó ai cũng phải chịu, ai cũng phải đi đến hết chứ không có ai mà chạy khỏi đâu, không có ai tránh khỏi đâu. Dạ. Ừ. Hả? Hả? Ừ, 90 mấy tuổi rồi. Ổng là ổng 96 tuổi rồi. Dạ 96 tuổi rồi cô ơi. Ừ, ổng 96 tuổi. Ừ, ổng 96 tuổi. Dạ. Dạ, cổ nói gần 100 tuổi rồi. Gần 4 năm lên 100 tuổi rồi. Ổng không cố gắng được tới 4 năm. Ok. Dạ. Ừ. Đừng buồn chú ơi. Lao nó miếng thịt cũ kìa. Ừ. Thôi ông khó rồi, để cho ông nằm xuống đi. Ừ. Thảo nó cũng muốn ngồi chơi cô ơi. Ừ, muốn ngồi chơi. Ừ, ngồi chơi ngồi được thì ngồi chơi chút đi. Dạ, còn cũng ngồi lâu được không kiểm. Ừ, còn ngồi. Dạ, cũng ngồi lâu được, không sao. Ừ, còn ngồi không được đó thì muốn nằm thì nằm đi. Dạ. Thôi. Bây giờ đó thì đừng có buồn tới ổng nữa, cho ổng đi cho yên đi. Rồi bây giờ chỉ còn có ba đứa cháu ở tại Phú Bắc đó là kia có dặn rồi. Nếu mà làm sao làm trong cái đám này là không có cãi lộn nhau mà không có ái nhau à. Nếu mà có làm gì mà đừng có làm phiền với nhau. Nếu mà khi mà làm xong rồi muốn nói gì đó để qua đám rồi đừng có cho thiên hạ bà con lối xóm người ta khi dễ mình, người ta cười mình. Chỉ còn có ba anh em thôi. Thì thôi, bây giờ cũng gắng lấy cái bức này đó thì cũng có cái gì mà nữa. Còn hết tức là bây giờ đó là cuộc đời của ổng hết rồi mà anh em cũng hết cái lo được cho ổng thôi rồi. Rồi sau này đó thì ba đứa con, ba đứa cháu sao đó thì nó lớn lên rồi nó tự lo làm, tự sống lên. À, có chuyện tỉnh này kia làm sao chui rồi không có gì đâu. Dạ. Ừ. Có sẵn hết, xong xuôi hết rồi. Kiên tỉnh làm đấy mấy năm trước làm chứ đâu có phải mới làm đây đâu. Làm 4 năm năm gì trước. Kiên tỉnh có sẵn hết rồi cô ơi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ, cũng ở trong sơ ảo hả cô? Cũng trong sơ ảo. Trong sơ ảo luôn á. Ừ. Dạ. Ừ. Cái kim tỉnh đó là làm 4 năm năm về trước lận chứ đâu có phải mới làm đây đâu. Dạ. Ừ. Hả? Mày nói gì tỉnh? Mẹ hỏi ông nói gì kìa. Cụ nói gì nói đi. Cụ nói gì, cụ nói đi. Không nói gì vậy. Không nói gì vậy. Ừ. Đợi chủ nhật cái con xuống chọc tiếp. Ừ. Anh Quang ngày mai nó có thể nó có. Ừ, Quang nó lại ngày. Ừ. Ông để ở tại chỗ cái ở đằng sau cái tháp á. Để gần mẹ chỗ cũng gần mẹ đó. Xong rồi về hô được tôi. Cô nói để ngồi sau cái tháp á, gần bà ngoại á cô. Gần mà cũng gần bà ngoại.
Chú Út đừng buồn chú ơi. À, bữa 17 cũng. 17. Bữa nay mình 15 rồi. Bữa nay 15. 14 à, 14, 14 rồi cũng. Bữa nay 14, 15, 16 còn hai bữa nữa, hai bữa nữa đem vô. À, Thủy Thủy với Giang dùng nói với tụi nó gán dùng làm cho cái bữa 16 đó gán làm đi làm cái đường đó rồi ví dụ mà nó có ấy rồi đó kia có dán này kia đó mượn dán hay là có gì đó là lót cho người ta vô được làm cái đường tạm vô được chút xíu thì được rồi. Dạ dạ con có nói với La với Tèo rồi nó để tụi nó lo cho. Rồi dạ, chỉ dạ. Mở cái ấy ra rồi mở kim tỉnh ra rồi lấy cát lấy này kia ra cho sạch sẽ gì được rồi. Dạ. Ừ. Dạ dạ rồi con có nói rồi cô. Ừ. Rồi dạ. Rồi cái vấn đề đó thì để cho thằng Khanh nó bữa nay nó liên lạc bữa nay là có thể bữa nay nó liên lạc với Hồng Phúc rồi nói cái vấn đề mà vấn đề đạo tỳ hay là vấn đề mà mượn bà con giúp đưa vô chổng đó nó sẽ nó nói chuyện với Phúc rồi Phúc nó cho biết sao. Dạ dạ. Thôi mà cái đó nó dễ rồi về thấy Hà Tiên là cái gì dầu có khó khăn gì nữa cũng dễ. Dạ. Bà cổ bà yên tâm đi, đây tụi con có người lo phần phần mà chắc rồi cũng sao cũng quay. Yên tâm đi. Nhất là phần là ở Phú Quốc, nếu mà Phú Quốc mà lo được xong rồi đó thì thôi dễ rồi, còn cái gì sau này đó cái gì cũng dễ hết trơn á. Ừ, xin chào. Còn cái gì là 2000 đến 5 thì sẽ chạy đi cũ mất rồi cũng được về tới Hà Tiên thì cũng được mừng cho cũ. Ơi, khi nào mà cũ muốn nên đem về tới Hà Tiên đó là chỗ mà sanh đẻ ở tại xứ sở Hà Tiên mà sau nữa thì mình cũng có dục của Hà Tiên chứ đâu có đã bỏ ra ngoài được. Dạ bởi vậy để cho hai cụ được về Hà Tiên là cụ cũng mừng rồi cụ. Ừ mà ông hồi nào giờ ông đòi về Hà Tiên không à chứ không ông có đâu có muốn ở ngoài. Hồi lúc mà trẻ đó thì ông không có nói tới lúc mà gì à này ông nằm nè ông yếu nè ông cũng nói với cụ hoài ông muốn về Hà Tiên không à. Thì đó lúc nào cũng muốn về Hà Tiên rồi mà khỏe là muốn về Hà Tiên không à. Ừ mà Hà Tiên đó thì cũng đã lo cho ổng là mấy năm trời rồi kiên tỉnh đã làm xong chua cho ổng rồi. Còn bây giờ bye chú ơi. Bye. Chào chú. Bye chú. Chào chú. Đừng có buồn nữa chú ơi. Đừng có buồn nha. Đừng có buồn. Tèo cút rồi tèo. Ok. Tèo lại cho cũ nha, cho tèo cũ đừng có buồn nha, cho tèo. Ok. Ok. Kìa kia nha. Kìa coi cần chút nha. Bye chú ơi, đừng có buồn chú ơi. Nhìn lúc này hồng hào tèo ha. Ừ. Cái mặt hồng à. Ok chú ơi, đừng có buồn nhiều. Dạ ba chú ha, bữa nào nói chuyện. Ừ, ba chú, đừng buồn chú. Ok, dạ, bye. Dạ ba nha. Bye, ok, bye.